Xin chào tất cả các bạn, tôi mình là Yaro và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series quản lý đội bóng với AC Milan trên FIFA 14. Như các bạn đã biết ở video trước thì chúng ta vừa có được hai chiến thắng trước Arsenal và AS Monaco. Và với 6 điểm đã đạt được thì AC Milan cũng đã rút ngắn khoảng cách giữa họ và Real Madrid xuống còn 4 điểm. Và nếu mà mình có thể kéo dài chuỗi ngày chiến thắng của Rossoneri thì việc đội bóng thành Milan có thể bắt kịp hoặc thậm chí là vượt qua đàn quân của Ancelotti chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thật ra là vẫn có phần trăm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể duy trì được phong độ chiến thắng của họ. Và việc thu hẹp khoảng cách lúc đó cũng sẽ trở nên khó khăn, nhất là khi mùa giải cũng đã bước vào giai đoạn lượt về. Nhưng mà tới đó hẳn hay. Bây giờ hãy quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Ở đây thì chúng ta sẽ đón tiếp SS Napoli trên sân nhà San Siro của mình. Và ngay từ đầu trận ở phút thứ 13 thì tiền vệ người Chile Eduardo Vargas đã có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua các hậu vệ của AC Milan để mang về bàn thắng mở tỷ số cho đoàn quân của ông Rafa Benitez. Và sau đó ít lâu ở phút thứ 25, Christian Mauro đã có pha tận dụng thời cơ tuyệt vời từ sai lầm của Hovedes để mang về bàn thắng thứ hai cho đội bóng thành phố cảng. Hoàn toàn không có ai kèm Mauro trong tình huống này và anh đã có một tình thế không thể thuận lợi hơn để tung ra cú dứt điểm vào lưới của Muslera. Phút thứ 28, đây là Rami. Chuyền bóng cho El Shaarawy. Gạt lại, vượt qua rồi. Dẫn bóng, shoot, vào. Như vậy là hoàng tử Ai Cập Stephen El Shaarawy đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 cho AC Milan. Trong một pha dâng cao tấn công thì hậu vệ người Pháp Adil Rami đã có đường truyền thuận lợi để Stephen El Shaarawy phô diễn kỹ thuật của mình. Phút thứ 34 lại là Stephen El Shaarawy. Dẫn bóng tốc độ. Bên trong là Mario Balotelli. Câu vào, đánh đầu, không được rồi. Nhưng đã có tiếng còi của trọng tài. Và như vậy là sẽ có một quả phạt đền cho AC Milan. Mario Balotelli đối mặt với Jose Reina. Shoot. Và như vậy là Super Mario đã đánh lừa được thủ thành người Tây Ban Nha để mang về bàn thắng gỡ hòa cho AC Milan. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 36 và vẫn còn rất nhiều thời gian để Rossoneri có thể lật ngược thế cờ. Ngay sau đó là đợt tấn công của Napoli. Đây là Marek Hamšík. Vẫn là Marek Hamšík. Không vào. Pha tác xuống rất nguy hiểm của cầu thủ người Slovakia. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa AC Milan và SS Napoli cũng đã kết thúc với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Bị dẫn trước 2 bàn từ sớm nhưng các cầu thủ áo sầu đỏ đen đã thi đấu rất kiên cường và họ cũng đã kịp gỡ hòa trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ. Ở phút thứ 58, Hovedes đã cướp được bóng rồi. Đây là Jesse Rodriguez. Vẫn là cầu thủ người Tây Ban Nha. Câu vào, Honda. Như vậy là bóng đã nằm gọn trong lưới của Jose Reina. Và đó là một pha phản lưới nhà của trung vệ Gemari. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Napoli, nhưng đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cầu thủ trẻ Jesse Rodriguez. Ở phút thứ 68, Rami đánh đầu hỏng. Đây là Marek Hamšík. Shoot, câu vào. Và bàn người tuyệt vời của Fernando Muslera. Vừa rồi thì thủ thành người Uruguay đã cứu cho AC Milan một bàn thua trông thấy. Cú sút phải nói là rất tuyệt vời của Marek Hamšík. Ở phút thứ 76, đây là Balotelli. Chuyền dài lên cho Anand Januzaj. Zuniga đã cắt được bóng rồi. Nhưng đây là Marco Verratti. Shoot vào rồi. 4-2 cho AC Milan. Marco Verratti. Sai lầm của Paolo Cannavaro và hàng phòng ngự của Napoli nói chung đã khiến cho đội bóng thành phố cảng phải trả giá. Phút 80, đây là Higuain. Gemali. De Siglio đã cướp được bóng. Đường chân dài. Mario Balotelli. Lại bỏ được các hậu vệ Napoli rồi. Sút đi. Tuyệt vời. Tuyệt vời Mario Balotelli. Cú sút mang ngoài đầy uy lực của Mario Balotelli đã không cho Jose Reina bất kỳ một cơ hội nào. Và điều đó cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho những nỗ lực của Napoli trong trận đấu này. 5-2 cho AC Milan. Và như vậy là trọng tài cũng đã nói hồi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội bóng nước Ý. Nỗ lực tuyệt vời của thầy trò ông đại Yolo đã được tưởng thưởng bằng một chiến thắng đậm đà và 3 điểm để tiếp tục hy vọng đám đuổi Real Madrid trên con đường đến ngôi vô địch. 20 cú dứt điểm, 13 cú sút trúng đích. Một chiến thắng xứng đáng cho đội bóng thành Milano. Nhưng bây giờ thì hãy tạm gác trận đấu đó sang một bên, bởi vì tiếp theo đối thủ của chúng ta sẽ chính là kẻ cạnh tranh chính trong cuộc đua đến ngôi vô địch và cũng đồng thời là người đang chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của giải Ngoại Anh, đó chính là Real Madrid Club de Football. Và ngay ở phút thứ 10, Mario Balotelli đã mở đầu cuộc vui bằng cú sút cực mạnh về phía khung thành của Iker Casillas. Đáng tiếc là pha nã đầy bác của anh đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng sau pha bay người tuyệt đẹp của thủ thành người Tây Ban Nha. Phản xạ khủng khiếp của thánh Iker.
Sau đó ít lâu, ở phút thứ 14, De Ciclio đã được bóng từ chân của Casemiro và đường chuyền tiếp theo cũng đã đến được chân của Jesse Rodriguez sau pha xử lý lóng ngóng của Rafael Varane. Đáng tiếc là nỗ lực của anh đã không thể chiến thắng được sự vững chãi của Iker Casillas và sau đó là Sergio Ramos. Ở phút thứ 18, tận dụng lỗ hổng là Rafael Varane ở hàng phòng ngự Real Madrid, Ricardo Kaká đã có đường chuyền lên cho Mario Balotelli, nhưng quả thật là chân sút người đã có thể làm tốt hơn như thế này trong tình huống đối mặt với Iker Casillas. Pha cứu lòng rất thiếu cảm giác của Super Mario. Phút thứ 24, phản công cho AC Milan, đây là Khedira, Paul Pogba, Mario Balotelli. Vẫn là Mario Balotelli. Đối mặt, sút đi. Vào. Mario Balotelli. Why always me? Sau liên tiếp là những pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc thì cuối cùng Rossoneri cũng đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Pha phản công máu mực của đội bóng thành Milano. Ở phút thứ 27, Real Madrid có lời đáp trả khi mà cú sút của Angel Di Maria đi sạc cột dọc. Cầu thủ người Argentina sau khi loại bỏ được Ricardo Kaká đã thử vận may của mình ở cự ly xa, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có bàn thắng gỡ hòa cho Real Madrid. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên của trận cầu 6 điểm giữa Real Madrid và AC Milan cũng đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng thành Milano. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Mario Balotelli sau một pha phản công máu mực của Rossoneri. Sang hiệp thi đấu thứ hai ở phút thứ 58, Hovedes móc bóng trong khu vực nguy hiểm. Angel Di Maria sau đó có đường chuyền thuận lợi cho Gareth Bale, nhưng rất may mắn là cầu thủ người xứ Wales đã không tận dụng được. Pha vô lại chân trái thiếu chính xác của cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Ở phút thứ 60, Casemiro, Angel Di Maria, đây là Luka Modric, shoot! Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa cho Real Madrid. Người lập công là Luka Modric, không phải Cristiano Ronaldo, không phải Gareth Bale, không phải Angel Di Maria. Trong một ngày mà các cầu thủ tấn công của Real Madrid làm việc không hiệu quả thì hàng tiền vệ của họ đã lên tiếng. Phút thứ 72, đây là Cristiano Ronaldo shoot, không vào. Vừa rồi thì Muslay ra lại cứu nguy cho AC Milan khi anh có pha bay người cản phá cú sút xa của Ronaldo. Và dù rất cố gắng nhưng cả hai đội đều không thể tìm được đường đến mảnh lưới của đối phương. Rất đáng tiếc cho AC Milan khi họ mới chính là đội thi đấu sắc nét hơn. Rossoneri đã hoàn toàn áp đảo khi so sánh về số lượng các cơ hội được tạo ra cũng như là cú sút dứt điểm về phía khung thành. AC Milan để Real Madrid cầm hòa trong trận đấu này đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai đội đầu bảng vẫn đang là 4 điểm. Và giờ đây khi mà mùa giải chỉ còn 11 vòng thì chắc chắn là AC Milan sẽ phải cố gắng rất nhiều trong những trận đấu tiếp theo. Nhưng dù sao thì đây cũng sẽ là kết thúc cho video này của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem. Like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới, mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì mình sẽ gặp lại các bạn những video tiếp theo. Mình đã lại yêu lâu. Xin chào.